sau vai diễn Tương Liễu trong phim Trường Tương Tư cùng với vai diễn Mạc Thanh Thành trong phim Rất Nhớ Anh được phát sóng trong năm 2023. Đàn Kiện Thứ đã thu hút thêm được một lượng lớn người hâm mộ, độ nhận diện của nam diễn viên với khán giả cũng tăng lên một cách rõ rệt. Nhờ đó mà các dự án phim mà anh tham gia cũng được khán giả quan tâm tìm hiểu và mong chờ nhiều hơn. Hãy cùng Cbiz Phim điểm qua các bộ phim đang chờ phát sóng của Đàn Kiện Thứ nhé! Trường Tương Tư phần 2. Trường Tương Tư là bộ phim làm mưa làm gió trong mùa hè 2023. Vai diễn Tương Liễu trong phim đã giúp Đàn Kiện Thứ bay lên như diều gặp gió khi được nhiều khán giả vô cùng yêu thích. Gần đây có nhiều thông tin dự đoán rằng Trường Tương Tư phần 2 sẽ được phát sóng ngay trong quý 1 năm 2024 và hiện tại khán giả đã có thể đặt lịch xem trước Trường Tương Tư trên nền tảng của Tencent. Khép lại phần 1 của Trường Tương Tư, bối cảnh phim dừng lại ở thời điểm Thương Huyền, Trương Vãn Ý cuối cùng đã lên ngôi vua. Tiểu Yêu, Dương Tử và Đồ Sơn Cảnh, Đặng Vi đã cùng nhau trải qua bao sóng gió, thậm chí là có những lần cận kề sinh tử, nhưng cuối cùng lại không vượt qua được số phận phải chia cách. Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh chia tay, Tiểu Yêu nhận lời cầu hôn của Xích Thủy Phong Long. Trong một số cảnh đã nhá hàng trước đó của Trường Tương Tư, có thể thấy Tiểu Yêu đã thực sự mặc đồ cưới đứng cạnh Phong Long chuẩn bị làm lễ. Nhưng Tương Liễu trong thân phận giả phòng phong bội đã xuất hiện, buộc Tiểu Yêu phải đi với mình. Với vẻ ngạo mạn và bất cần, Tương Liễu nắm tay Tiểu Yêu rời khỏi đám cưới, mặc kệ vẻ mặt sững sờ của bao khách mời và chú rể Xích Thủy Phong Long. Về phần Tương Liễu, ngay từ những tập đầu của Trường Tương Tư, tình cảm và số phận của Tương Liễu dường như đã được định trước. Tương Liễu là yêu quái chín đầu, là tướng quân của Nghĩa Quân Thần Vinh, còn Tiểu Yêu lại là cháu gái của Tây Viêm Vương, em gái của Thương Huyền, vì thế ngay từ lúc bắt đầu cả hai đã định sẵn sẽ luôn ở vị trí đối nghịch nhau. Từ trong sâu thẳm, Tương Liễu luôn hiểu rằng giữa hắn và Tiểu Yêu có một bức tường vô hình mà gã không thể nào bước qua. Thế lực của Thương Huyền ngày càng lớn mạnh đồng nghĩa với việc đội quân của Tương Liễu ngày càng yếu đi. Đến một lúc nào đó, trận chiến cuối cùng sẽ phải diễn ra, chấm dứt thế giằng co giữa đôi bên suốt nhiều năm. Vốn dĩ là yêu quái có sức mạnh đáng gờm, có thể thay đổi hình dáng, có thể biến mất không tăm tích giữa đại dương mênh mông, nhưng sống sót một mình không phải là cách mà Tương Liễu sẽ chọn. Tương Liễu đã từng nói với Tiểu Yêu rằng, kết cục tốt nhất của một người lính là được chết nơi xa trường, có lẽ đây cũng sẽ cái kết mà Tương Liễu đã chọn cho chính cuộc đời của y. Tình yêu có pháo hoa. Bộ phim Tình yêu có pháo hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết Hay là mình sống chung của tác giả Hồng Cửu, do Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên đảm nhận vai chính. Phim đã đóng máy tháng 7 năm 2023, hiện tại bộ phim đang trong quá trình chờ phát sóng. Bộ phim kể về cô gái trẻ tiền phỉ, Vương Sở Nhiên, một nhân viên ngân hàng đầu tư xinh đẹp và tài giỏi. Thế nhưng khi đang chuẩn bị cho đám cưới thì người chồng sắp cưới của cô lại bất ngờ bỏ đi, nguyên nhân là bởi vì tiền phỉ sống quá tiết kiệm. Trong quá trình tự chữa lành cho bản thân, tiền phỉ gặp được Lý Diệc Phi, Đàn Kiện Thứ. Anh chàng vốn là thiếu gia của một gia đình giàu có, bị bạn gái chia tay vì tưởng anh là người không có tiền. Vì một số lý do, Lý Diệc Phi trở thành khách thuê phòng, mà tiền phỉ lại là bà chủ cho thuê phòng. Do sự khác biệt về tính cách và quan niệm sống, cả hai thường xuyên xảy ra xích mích để rồi sinh ra nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Nhưng cũng nhờ vậy mà tiền phỉ và Lý Diệc Phi đã hiểu nhau hơn, cuối cùng trở thành chân ái của nhau trên bước đường đời. Tứ Phương Quán. Tứ Phương Quán là dự án phim cổ trang huyền nghi được IKEA đầu tư sản xuất và độc quyền phát sóng. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết 81 án Tây Du Ký, Tây Vực Liệt Vương Ký của tác giả Trần Tiệm. Bộ phim kể về câu chuyện làm ngoại giao thời phong kiến của bốn con người trẻ tuổi bao gồm Nguyên Mạc, A Thuật, Vương Côn Ngô và Úy Chỉ Hóa. Trong Tứ Phương Quán, Đàn Kiện Thứ thủ vai Nguyên Mạc, một thám tử siêu phàm, xuất thân từ thế gia ngoại giao. Có nhãn lực nhạy bén, bề ngoài lém lỉnh, tính cách lanh lợi nhưng thực chất lại rất tỉ mỉ và suy luận. Chuyện phim kể rằng, giữa năm An Bình thời Đại Ung, Nguyên Mạc mang theo con dấu Tứ Phương Quán để cấp giấy phép vào thành cho dị tộc. Không ngờ gặp phải A Thuật bị đày đến Tứ Phương Quán để phục dịch cho tướng quân Vương Côn Ngô. Và thế là Nguyên Mạc phải ăn bao nhiêu là trái đắng ở Tứ Phương Quán, bị Vương Côn Ngô lừa trở thành một viên quan nhỏ xử lý công sự của các nước khác. Vô tình sao A Thuật lại trở thành thị nữ cho Nguyên Mạc, còn Vương Côn Ngô thì vượt lên làm cấp trên của y. Chưa kể quận chúa Úy Chỉ Hóa còn thường xuyên tới Tứ Phương Quán để hóng chuyện và gây ra đủ tình huống khó đỡ. Ở Tây Viện vốn bị chê cười là nơi chó cũng chê này, Nguyên Mạc dần trưởng thành hơn qua từng nhiệm vụ khó khăn. Lạp Tội Đồ Giám phần 2. Phần 1 của Lạp Tội Đồ Giám được phát sóng năm 2022 đã gây nên một cơn sốt không nhỏ đối với khán giả. Nhờ vào cốt truyện mới lạ về đề tài trinh thám, pháp y, hấp dẫn và kịch tính, cùng với đó là diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên chính. Bộ phim khai thác nghề họa sĩ pháp y, kể về chàng họa sĩ trẻ Thẩm Dực, Đàn Kiện Thứ.
anh đã từ bỏ công việc ở trường mỹ thuật để gia nhập đội điều tra hình sự Cục Cảnh sát Hải Thành, chi nhánh Bắc Giang để hỗ trợ điều tra phá án. Thẩm Dực được lãnh đạo sắp xếp hợp tác với đội trưởng cảnh sát hình sự Đỗ Thành, Kim Thế Giai. Tuy vậy, đội trưởng Đỗ Thành lại bằng mặt không bằng lòng trong việc hợp tác với Thẩm Dực. Nguyên nhân là do Thẩm Dực từng vô tình khiến cho Lôi Nhất Phỉ, một cảnh sát nằm vùng và cũng là bạn thân của Đỗ Thành, phải bỏ mạng. Thẩm Dực đã dùng tài năng vẽ của mình để hỗ trợ phá án thành công. Cũng từ những lần phá án qua tranh của Thẩm Dực mà Đỗ Thành công nhận tài năng của anh. Từ đó, Đỗ Thành và Thẩm Dực đã bắt để điều tra sự thật về cái chết của Lôi Nhất Phỉ. Trong phần 2 của Lạp Tội Đồ Giám, Thẩm Dực và Đỗ Thành sẽ tiếp tục dấn thân vào điều tra và phá giải những vụ án mới đầy cuốn hút. Lạp Tội Đồ Giám là bộ phim đầu tiên dựa vào yếu tố phác họa chân dung để tiến hành điều tra vụ án khiến khán giả bị thu hút không rời mắt. Có thể những vụ án trong Lạp Tội Đồ Giám không thực sự quá phức tạp và kịch tính ở mức tối đa, nhưng chính sự mới mẻ về đề tài đã khiến bộ phim này có thể làm mưa làm gió trên màn ảnh. Phong Hỏa Lưu Kim, Sát Phá Lang. Nội dung Phong Hỏa Lưu Kim xoay quanh hai nhân vật An Định Hầu, Cố Quân và Tứ Hoàng Tử, Trường Canh. Vào thời điểm đó, thiên hạ bị chia cắt, nước Bắc Hiên thì vừa mới có được một khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi sau một cuộc chiến. Trường Canh, Trần Chiết Viễn, là một cậu bé sống ở thị trấn Nhạn Hồi nơi biên giới. Cậu đã suýt bị một bầy sói giết chết khi trốn ra ngoài đi chơi, may mắn thay được Thẩm Thập Lục, Đàn Kiện Thứ, giải cứu. Thân phận thật sự của Thẩm Thập Lục chính là Cố Quân, tướng quân chỉ huy của Huyền Thiết Doanh khét tiếng nơi chiến trường. Sau khi được cứu mạng, Trường Canh theo Cố Quân về sống trong quân doanh, sau đó Trường Canh đã vô tình phát hiện rằng anh thực ra chính là Tứ Hoàng Tử của Bắc Hiên. Đúng lúc đó ngoại địch Thiên Lang tộc của Bắc Hiện lại trực chờ cơ hội xâm lược và gây chiến. Dưới sự lãnh đạo Cố Quân, đội quân của Bắc Hiện đã đẩy lùi Thiên Lang tộc và nhận lệnh đưa Trường Canh về kinh. Không lâu sau đó, Hoàng đế Băng Hà, hoàng huynh của Trường Canh là Lý Phong lên ngôi. Lý Phong vừa đăng cơ nên căn cơ chưa vững, thế nhưng tính tình hắn lại háo thắng, khó có thể bình ổn triều cương đang rối loạn. Ngụy Vương thì dã tâm bừng bừng, luôn có ý đồ xâm lược và quấy rối Bắc Hiên. Lý Phong lúc này không lo chống ngoại xâm mà lại quay ra nghi ngờ Cố Quân và đẩy y đến biên cương đóng quân. Chàng trai trẻ Trường Canh không có nơi nương tựa đã tình cờ gia nhập Lâm Uyên Các và lưu lạc khắp nơi. Lúc này, Bắc Hiên đang gặp phải tình cảnh loạn trong giặc ngoài, Trường Canh đã quay trở lại kinh thành để khắc phục và giải quyết từng việc một. Các quan đại thần thì bức cung làm loạn, Lý Phong bị ám sát, Giang Nam bị giặc ngoài tấn công, Bắc Hiên lâm vào tình thế nguy cấp. Cuối cùng, dưới sự ủng hộ của Cố Quân và các cận thần, Trường Canh lên ngôi vua, giành lại vùng đất đã mất và chấn chỉnh lại Bắc Hiên. Đồng thời anh đã hoàn thành lời thề ban đầu của mình, thiên hạ thái bình, bách tính hạnh phúc. Vốn dĩ đã được ấn định lên sóng từ lâu nhưng do thuộc đề tài phim đam mỹ, nên sau khi những quy định hạn chế của Cục Quản lý Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc được ban hành thì Phong Hỏa Lưu Kim cũng phải đắp chiếu suốt mấy năm qua. Tuy nhiên, gần đây có thông tin cho biết nhà sản xuất của Phong Hỏa Lưu Kim đã gửi phim đi kiểm duyệt lại một lần nữa. Không chỉ vậy, vừa qua Đàn Kiện Thứ cũng đăng ảnh chụp chung với Trần Chiết Viễn lên Weibo. Những động thái tích cực này khiến người hâm mộ của bộ phim càng có nhiều hy vọng về việc bộ phim có thể được lên sóng trong thời gian tới. Lữ Kính. Dự án Lữ Kính được khai máy từ ngày 7 tháng 12 năm 2023 do Đàn Kiện Thứ và Lý Lan Địch đảm nhận vai chính. Lữ Kính là dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết Ký ức Lạc Ngân Hà của tác giả Đồng Hoa. Lữ Kính cũng đánh dấu màn hợp tác lần thứ hai của Đàn Kiện Thứ với tác giả Đồng Hoa sau Trường Tương Tư. Lữ Kính là phim thuộc thể loại hiện đại kỳ ảo, tác giả Đồng Hoa cũng kiêm luôn vị trí biên kịch của dự án lần này. Nội dung của nguyên tác Lữ Kính được khen là lồng ghép hoàn hảo yếu tố ngôn tình với khoa học viễn tưởng, xoay quanh cặp đôi chính là một cô gái mang gen thuần chủng cùng với một chàng trai mang gen dị chủng. Chuyện lấy bối cảnh thời đại con người khai phá các hành tinh trong không gian vũ trụ và sinh sống tại đó, cũng là hành trình tìm lại bản thân của cô gái bị mất trí nhớ, Lạc Tầm, Lý Lan Địch. Cô giả mạo công chúa Anh Tiên Lạc Lan của đế quốc A, gả cho công tước Thần Sa vì hôn nhân chính trị. Mang án tử trên mình, đồng thời cô lại không có chút ký ức nào, tại đây bị người kỳ thị coi khinh. Người chồng trên danh nghĩa bỏ mặc, không tài sản không chỗ đứng thật sự khiến Lạc Tầm đủ đường khốn khó. Cũng tại đây cô gặp được Thiên Húc, Đàn Kiện Thứ, chàng trai dịu dàng như ánh mặt trời, sưởi ấm Lạc Tầm những lúc cô đơn và lạc lõng nhất. Thiên Húc động viên Lạc Tầm theo đuổi ước mơ, phát triển tài năng, giúp cô được người công nhận, khiến cô yêu anh say đắm cho đến một ngày, Thiên Húc qua đời để lại trong Lạc Tầm nỗi đau vô tận. Tình tiết bùng nổ nhất phải kể đến việc ngay lúc này người chồng trên danh nghĩa Thần Sa lại đem lòng yêu cô, chỉ tiếc trái tim Lạc Tầm không còn chỗ trống nào dành cho anh nữa. Cho đến một ngày cô phát hiện Thiên Húc không hề qua đời mà thân phận thật sự của anh chàng chính là Nhiếp Chính Quan, Ân Nam Chiêu, người đàn ông lạnh lùng, lý trí,
hoàn toàn khác hẳn với Thiên Húc dịu dàng luôn ở bên cô. Trên đây là 6 bộ phim sắp được lên sóng của Đàn Kiện Thứ trong thời gian tới. Bạn đang mong chờ bộ phim nào nhất? Hãy cùng chia sẻ với mọi người ở dưới phần bình luận nhé! Và nếu cảm thấy video này thú vị thì hãy bấm like video này cho mình với nhé! Cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh để xem thêm nhiều video mới hấp dẫn khác. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. See you!